Hello. Man. Hello, xin chào các bạn. Channel mình là Earth, Earth YouTuber 35. Mình sẽ chơi Liên Quân. Ok. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên một like và đừng quên chia sẻ và subscribe cho mình nha. Ok. Vô game không dài dòng nữa. Vô game nào. Ok, mình đánh giỡn luôn nha, đừng có chửi mình nha. Ok. Và nguyên đội đá banh của mình á, tính làm một bộ phim. Bộ phim có tên là về cầu thủ săn cỏ. Mà không biết mấy nó có chịu làm không. Có 6 đứa rồi, cộng mình nữa là 6 là có 6 đứa chịu mà, còn mấy đứa kia không biết chịu nữa. Ok. Ừ, và tướng mới đã ra là tướng là con gì nè, thằng gì nè, gì ba ba gì đó, cái gì đều quên mẹ luôn. Gì nè, điện like cái gì đó định mà anh cứ quên. Quay phim là màn hình nhỏ rồi, ít chế gì đó. Biết thấy nhờ. Mình đánh cỡ 2 trận xếp hạng rồi được. Chạy nè. Ok. Xếp hạng. Mình mới đọc rồi nghe. Xếp hạng phải đắt sao. Để vô túi còn gì không. Trời ơi. Mình sẽ làm người quan trọng. Còn 2 giây hay 3 giây mình sẽ sẵn sàng. Vẽ đi. Ừ. 3 giây mình sẽ sẵn sàng nha. Người quan trọng. 9 8 7 6 5 4 3 sẵn sàng. Thanh gồ. Anh là sẵn sàng kịp. Nó lắc cái là chết luôn. Tao gồ. Ok, không có pháp sư luôn kìa. Mà thôi mình chơi pháp sư. Ý mình chơi pháp sư thì nó không có đỡ đòn. Thôi mình chơi Togo. Rồi chơi này luôn đi. Lỡ rồi. Cái này là cái gì? Thanh tẩy. Thôi mình phải thanh tẩy cho lắm. Tóc biến đi. Ok. Chiếu mình tập 1 tiếng không luôn. Tóc biến nữa là 1 tiếng không luôn. Mình mới chơi này nên nó không tào lao. Người ta là B còn mình là D luôn. Có Togo là mình B á. Không có, mình không có gì A hết. Mình chỉ có B à. Gần ra chịu văn do gì đó sao free và hen yuka và hen mina do gì đó và hen và hen nên yo liên quân là cái game để mình giải chess. Game giải chess. Không cần ra tiệm chơi liên minh.
chỉ cần bật điện thoại lên và tải ngay Liên Quân 2G. Vậy các bạn không cần ra tiệm máy tính, và các bạn hãy bật máy lên và tải ngay Liên Quân Mobile. Các bạn sẽ được chơi Liên Quân giống Liên Minh. Mình giống quảng cáo với thật. Mình là quảng cáo game rồi. Ok, mình hiện tại là để coi mấy giờ. 10 giờ 10 mình mới đi đá banh về luôn. Là mình làm luôn 10 giờ 10 mình làm đánh cỡ 2 chặng đi rồi mình ăn cơm đi học. Ok. Ôi trời ơi. Bây giờ kiếm một cái Sprite cũng không ra nữa. Chán thôi. Chạm hết trơn rồi sao chưa vô nữa trời. Đó. Welcome. Welcome to Liên Quân Mobile. Lắc kìa. Tôi cần phải lắc như vậy không hả? Chiến công đầu. Do chiến công đầu là em một không ai đó. Quá đẹp. Chơi với tao mà tao phải dân vừa đâu, vừa đâu. Kìa cái con ti nào trời, cái con ti mình biết luôn, biết gì nãy nè, tưởng không con ti cái không né à, dạ con ti, con ti mà không biết con trời. Mình ngu vãi kìa. Chạy lên đè đi em cố. Rồi thấy ông mỏi rồi. Thằng nào vậy? Kìa kìa nó kìa. Thấy ông nổi với nó mình ơi. Thấy ông nổi nó rồi. Đi con mắt. Tưởng thấy ông nổi nó với mình chứ. Thấy ông nổi với mình là chết nó. Bắn trụ đã đi. Bắn vô kia như là phong ấn, dấu phong ấn đi. Rồi mình là chết ngay. Phát. Để solo căng 2. Bố mày căng 2 nhá. Anh Tây là sao ta? Trời ơi, sớm chết. Thôi, về đi chắc ăn. Sớm chết rồi. Không, mình không mà, về trước chết sao. Về trước là chắc ăn nhất. What the fuck? Anh Ti đúng rồi lẹ vậy. Mà làm cái gì vậy hàng đó? Ra ngoài lại đi. Mình đang cắt tem đó, gánh tem đó. Ra ngoài lại đi.
chơi với tao. Combo là chết nhá. Hên hên, có tóc biến. Không có tóc biến là xong đời mình luôn. Rồi chết đi, buông tay. Ăn được mà ăn chết mà, ăn được mà ăn chết mà, ăn qua luôn. Không vui rồi đấy. Ủa, tưởng mình cánh tem, bây giờ vây hành cánh tem. Kệ đi, kế MVP cũng được. Ngu vậy trời, nó cấp 10 luôn rồi kìa. Mình cấp 6, nó cấp 10. What the fuck? What the fuck? What? Mình tới hời quá. Đàng hoàng đi, đàng hoàng đi. Phá banh cái chỗ này là ngon. Nhà mình chơi chiêu mà không mất muốn ba nào luôn. Đầu hàng đi. Ất bời bờ không có ai đây nhá. Chạy tem đi, chớ chết hết đi. Mình đây mình lo farm. What the fuck? Bắn chủ bắn đi. Quá hay.
hai cây ngon. Đi chung như cái quần người ta. Xem chết, xem chết. Tóc biến thiệt là ngon. Hôm nay mới tóc biến là chết à. Căng tem. What the fuck, căng năm luôn. Đồ hàng là vừa. Trong đồ hàng trời. Mấy gì vậy? Nó lắc kìa. Nói chung là thua đó, mà đó có phải là thua không? Gà vai. Ok. Mày bay. Anh là nó không chịu sao mình đấy.